lại. Theo. Ai đó? Có chuyện gì không chị? Dạ, chiếc xe máy màu đỏ bên dưới đang bị đổ xăng. Có phải của anh không vậy? Không phải. Dạ xin lỗi đã làm phiền. Ơi, sao rồi? Tôi mới hỏi ảnh mà ảnh nói là không phải xe của ảnh. Ảnh còn đang ở trển á. Anh Triều đứng lại. Hỏi bệnh nhân nằm ở đây đâu rồi? Dạ anh mới vừa ra ngoài rồi. Đi nhanh lên. Bị gì vậy? Bực không? Cướp gì? Cơm xe cung tường.